Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trả bài này là cách nào để giải quyết những mâu thuẫn mà bạn đang gặp. Và vì đây là một trả bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy bạn cần làm để có thể giải quyết được mâu thuẫn đó chính là cho bản thân của bạn thời gian nghỉ, nhìn nhận lại cái vấn đề đó ở nhiều khía cạnh khác nhau để đưa ra những cái suy nghĩ riêng của bạn về hướng giải quyết, về những cái vấn đề mà đã gây ra cái mâu thuẫn đó. Và bước tiếp theo thì các bạn, nếu như mà các bạn không có được những cái giải pháp hoặc là các bạn đang phân vân giữa những giải pháp với nhau, thì các bạn có thể đi hỏi thăm những người gần bạn hoặc kiểu là thân thiết với bạn. Họ sẽ cho bạn lời khuyên và bạn phải tự suy nghĩ về những cái lời khuyên hoặc là những cái góc nhìn của những cái người đó, thì bạn sẽ tự đưa ra quyết định. Mình cảm thấy cái điều quan trọng là bạn cần phải bình tĩnh và nhìn những vấn đề. Bởi vì mình thấy cái điều quan trọng là bạn không bình tĩnh thì bạn sẽ không đưa ra được những cái quyết định sáng suốt nhất có thể. Bạn sẽ bị cảm xúc lấn át và cái lúc đó bạn sẽ bị rối và bạn đưa ra cái quyết định rất là vội vã. Bạn cần phải ngồi lại, hít thở và suy nghĩ từng chi tiết nhỏ, từng cái vấn đề nhỏ trong một cái chuyện mà các bạn đang gặp phải. Và có một điều nữa là các bạn hãy có một chút tha thứ hoặc là một chút nhìn thoáng cái vấn đề ra. Đừng có làm cái vấn đề đó càng ngày càng móc nối với nhau hơn, mà hãy gỡ nút thắt để cho những cái vấn đề đó có thể êm xuôi, những mâu thuẫn đó các bạn có thể nhẹ nhàng hơn. Và có một điều nữa là tâm lý của các bạn phải ổn định. Nhìn chung lại, cái quan trọng nhất mà các bạn cần bây giờ là bình tĩnh lại và để có thể đưa ra những cái suy nghĩ và phân tích vấn đề đúng đắn nhất. Rồi lúc đó mấy bạn mới đưa ra được cái hướng giải quyết tốt và không có để lại những cái hậu quả sau.